ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយធ្វើចង់ចែករំលែកជូនដល់បងប្អូននៅបានឃើញពីសកម្មភាពចានេះការធ្វើបុណ្យនៅឯនៅខាងប្រទេសហូឡង់នេះចានៅខាងប្រទេសហូឡង់នេះគឺគេឈប់ពីថ្ងៃមកថ្ងៃ 6 ថ្ងៃហើយនឹងថ្ងៃចាហើយនេះគឺសកម្មភាពញ៉ាំអីជុំគ្នានៅផ្ទះនឹងខ្ញុំគឺអត់មានធ្វើអីច្រើនទេបងប្អូនចាមានបុកល្ហុងមានបាយដំណើបនំបចុកចាផ្ទាប់គ្នាជាមួយបុកល្ហុងឆ្ងាញ់មែនតើចាមានបន្លែមានអីចឹងណាហើយយើងមានសាច់អាំងមានគាវមានបង្គាមូលបំពងហ្នឹងគឺថាវាអត់មានអីពិសេសពិសាទេបងប្អូនម្ហូបសាមញ្ញសាមញ្ញហ្នឹងឯងគាត់ថាអីដែលសំខាន់គឺជួបជុំជាមួយគ្រួសារដោយបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងចាធ្វើការមួយថ្
nơi đây chấn ngay chụp xem ra này cứ tha sâu mở đai dây ra nhà mọi chuyện ngang vậy cái này ở na này tại mà đường vậy bên đây bên đâu sai cả ai chung cái này chẳng cái hai cô nên trong cô kê chuyện ngang kia đây bông phôi này cái ao mệt đai quạt sờ bài chụp chung cho đồn môi kê chẳng để sao bộ khi nơi hiện ngay bị kê cha chẳng tới quạt mà này anh ai này cứ mà hộp cha nên khi mà rập tru tru mà nhảy bông phôi này mở bán cứ ca rập chấm admin ấy vì sao tê cha mình bọc là hong ngôi bọc là hong chẳng ngành hờ 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 mong mong phố này hai ní cứ chia ca chụp chung khá nê thằng ngày nô a được khá nê bong bốn thơ nê bà tè bong thay nên khá bình mà đoàn hai ca được chăm có sơ khó khá đai mình đam nô a mình cửa đổ cha cửa đổ hay nâng mình ca tộc tay nhỏ khơi được thay ôi mình có sợ bài chẳng á nè chà ôi hiện khó bị thò mà đà mình tạch hay mà hôm mình chờn mong là bông bà ôn ơi nhà mặt ơ hay bì thằng ngày nữa cứ thà nhằm nhằm ọt kết mong nhằm lần cả lỗ để sao dừng dậy dậy khi nê tới đã châu mọt ọt đăng khá lúa nè sợ bài phong ấy phong hay chẳng ngành tiền sợ mà rạp mà hôp cứ bụi khá nhóm vô bì bà tê tơ mà nè mà một chẳng á nè đầm bây công eo giờ mà chạp tê quạt hạt á bông bà ôn phụ quạt thờ hiệp trăm trà ơn hồi đôi bông bà mặc khơi khá nông vịt ôn chẳng chà nê cứ sạch chìm nê bông thay nê khi mà quạt bà lạ bông thay pro á chà bông miền sạch cô ăn miền bằng kia cha bần mà rách miền lạp cha trầy bằng bông cha bần lai miền trầy salmon chiên cha vậy tôi chọn một mình tên bông bồn khởi nhé được nông vịt ồn nắng hồi xem đẹp cô nên nhóm này chỗ chất nhâm cô lên mình tên play cái lấy miền lộ tại thằng ngày cha thằng ngày trong chân nam mấy bông bồn á thằng ngày nội ai là thằng ngày chân lòng chân nam hơi mà cái lỗ này còn 7 euro bông bồn trà và tay những ai rớt bàn còn lấy nữa và tay chứng ngành mình tàn ở lời chung mà đo vẹn ba cửa đồ mình mà đón trà trà mẹp ca ba cửa đồ cơ dương cứ phương nước tên nên khi nhầm trà những bạc tầm một ngày về sở rộp tầm mà đón hay có ốc côn ôm bông bông để bàn chung cửa đồ ở ôn trà ốc côn mình tàn hay có ốc côn lục ta mình phong đài vậy tớ không môi nên khi nhóm cứ quạt tinh cửa đồ chung khi nhầm tụi mình tầm áo cứ quạt rộng nực tinh khôn ai đã xa kia đang chặt khỉ ó cha hay ở trăm bạch tha cái đồ nâng tôi thông thay thao cái bông bồn cứ chỉ tật chặt chẳng á nè cha sắm khăn sắm mẹp khmer mình tan cứ quạt ai quạt được tha chụp chung khỉ á miễn phép chặt nát đầu viền khỉ nâng khỉ chẳng á nè hay ở ôn ở ban cái đồ thông mình tan quần om để ban chun cái đồ hay sắm mẹp bông bồn để ban mở video nấy sang khâm tha nâng tụ ban được phép sờ bài rễ và tụ bị ban khơi sẽ cả một phép cha vừa thì bọn nội ai chụp chung khi nên ở khang ở công cụ xa bọn nên nhom cứ comment cái sờ bài cha chụp chung khi nè dù mà đong chẳng á nấy hay bắt đầu bây giờ nhắm ai hay cái giờ thọt rụm mà ắt đại chào lấy thọt rụm nâng hay cái xôm chun po bông po ôn tiếng ắt nè cha khi nào cả bọn nội ai có được chụp bọn chlong chnem sực co khẳng mộc nơi chun po bông po ôn chụp tay sực cái đấy sọc bông ai bạn đôi pratna hơi sầm rạch rồi nơi phía được cách ai same phong đài hay cái xôm ắt quân bông po ôn tiếng ắt nè để bạn chụp mờ video này ra hồ đã chụp cha chụp khi nào video cái chỉ mình to tiệt nè cha xôm ắt quân chân xôm chụp đẹp liền.